Ngày 3 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt đề án đầu tư hệ thống camera giám sát, trung tâm điều khiển thông minh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và toàn tuyến quốc lộ 1 với tổng kinh phí khoảng 2.150 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát Giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành công an. Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết hợp với hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều khiển giao thông. Ngày 3 tháng 2, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2020. Tham dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Bí thư Thành ủy Thành phố đồng chí Nguyễn Văn Nên. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại cuộc họp với các bộ ngành và địa phương vào ngày 3 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chí Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu các lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian để bà con nhân dân cả nước ngoài vùng dịch và kể cả trong vùng dịch sớm yên tâm sản xuất, kinh doanh và chuẩn bị đón Tết. Bộ Y tế ra soát và sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị, sinh phẩm để chi viện cho từng khu vực, cùng với đó cho xét nghiệm cộng đồng rộng ở một số nơi. Ngày 3 tháng 2, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Nguyễn Văn Nên đã chủ trì buổi họp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, nhiệm vụ trong năm 2021, thành phố tập trung ưu tiên 3 nhiệm vụ trọng yếu: tạo thế kiềng ba chân, làm tiền đề để phát triển thành phố. Đó là thành phố quyết tâm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ thành phố có hiệu quả từ đầu năm, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của chính phủ là kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình phục hồi kinh tế thành phố. Cùng với đó là việc xây dựng triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Sáng ngày hôm nay 4 tháng 2, Bộ Y tế cho biết là đã xác nhận thêm 37 ca bệnh nhân COVID-19 mới là số công nhân công ty Buyun được Sở Y tế Hải Dương xác nhận dương tính vào tối ngày 3 tháng 2. Với 37 ca mới này, số ca COVID-19 cả nước ghi nhận tăng lên 1.948 ca tính từ đầu mùa dịch. Điều đáng chú ý là ngày hôm nay chỉ duy nhất ở Hải Dương ghi nhận ca bệnh, từ ổ dịch đã được xác định và bệnh nhân đã được cách ly. Ngoài ra không phát hiện thêm bệnh nhân ở ổ dịch mới. 8 trong tổng số 9 tỉnh thành có dịch cũng không ghi nhận các ca bệnh mới. Liên quan đến bệnh nhân 1883, công chứng viên tại Hà Nội bị nhiễm COVID-19, tối ngày 3 tháng 2, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã truy vết được 37 người, với 26 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đang đợi kết quả. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, tối ngày 3 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài 10 nhóm hàng hóa thiết yếu trong chương trình bình ổn thị trường, thành phố cũng tập trung dự trữ các mặt hàng phòng chống dịch và các nhóm hàng được người dân sử dụng nhiều. Đến nay, sản lượng hàng hóa chuẩn bị Tết đã tăng từ hơn 4% đến hơn 17% so với kế hoạch của thành phố giao và tăng 12% đến hơn 21% so với Tết Canh Tý năm 2020. Trong trường hợp dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường sẽ được tăng cường, bảo đảm từ 35% đến 50% nhu cầu. Chiều ngày 3 tháng 2, lượng hành khách đổ về bến xe miền Đông tăng cao do sinh viên ở các trường đại học được nghỉ học để phòng dịch nên tranh thủ về quê sớm đón Tết. Lực lượng bảo vệ đã túc trực nghiêm ngặt ở các cổng ra vào để đo thân nhiệt và hành khách đã xếp hàng chờ làm thủ tục tại các quầy vé đều được nhắc nhở đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.